Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, liên quan đến tình hình bão sao la hay còn gọi là bão số 3 tại Việt Nam, với hướng đi phức tạp với cường độ mạnh, gần đây cơ quan thời tiết Hồng Kông Trung Quốc đã có thông báo mới về tình hình cơn bão. Theo đó, siêu bão sao la có cấu trúc thành mắt bão kép khác lạ từng thấy ở bão Doxury trước đó. Dự báo cơn bão này sẽ rất mạnh, Cơ quan Thời tiết Hồng Kông, Trung Quốc tối ngày mùng 1 tháng 9 đã cập nhật tình hình mới nhất về siêu bão sao la đang đổ bộ. Lúc 19 giờ, bão sao la có tâm bão cách Hồng Kông khoảng 70 km về phía đông, đông nam và di chuyển với tốc độ 12 km h về phía vùng lân cận đồng bằng sông Châu Giang. Trước đó, vào lúc 18 giờ 20 phút ngày mùng 1 tháng 9, Hồng Kông đã nâng cấp tín hiệu bão từ cấp 8 lên cấp 9. Tới 20 giờ 15, Hồng Kông nâng tín hiệu cảnh báo bão lên cấp 10, mức tối đa. Đây là lần đầu tiên cảnh báo bão cấp cao nhất được Hồng Kông đưa ra kể từ khi siêu bão mang khút quét qua thành phố từ năm 2018. Bên cạnh đó, tới nay siêu bão Sao La đã phát triển cấu trúc thành mắt bão kép khi tiến sát Hồng Kông. Cơ quan thời tiết Hồng Kông giải thích, thành mắt bão chỉ vòng mây dày hình tròn bao quanh tâm bão nơi có gió mạnh nhất. Cựu giám đốc cơ quan thời tiết Hồng Kông chỉ ra, cấu trúc thành mắt bão kép đề cập đến sự xuất hiện của hai thành mắt bão đồng tâm đó là dấu hiệu của một cơn bão dữ dội. Siêu bão sao la dự sẽ mang đến những cơn gió giật siêu mạnh giống như bão đốc trước đó. Cựu giám đốc lưu ý thêm, cấu trúc thành mắt bão kép là hậu quả chứ không phải nguyên nhân của một cơn bão mạnh. Người phát ngôn của Hiệp hội Khí tượng Hồng Kông, Leung Win Mo thông tin thêm, những cơn bão mạnh thường phát triển cấu trúc thành mắt bão kép trong quá trình thay thế thành mắt bão. Do những hoạt động phức tạp bên trong cơn bão như không khí lên cao và rút xuống nhanh chóng, hội tụ của không khí gần bề mặt đại dương và sự tương tác giữa không khí và biển, một thành mắt bão mới hình thành bên ngoài thành mắt bão cũ. Ông Leon lưu ý, sức mạnh tổng thể của cơn bão có thể tạm thời giảm đi hai thành mắt bão tương tác với nhau để dần hợp thành một thành mắt bão mới. Trong quá trình di chuyển, cơn bão có thể suy yếu một chút. Nếu thành mắt bão cũ yếu đi thì tốc độ gió sẽ thấp hơn, nhưng khi thành mắt bão mới hình thành, sức mạnh của cơn bão có thể tăng trở lại. Trước nửa đêm ngày 1 tháng 9, chúng ta có thể nhìn thấy bão sao la còn một thành mắt bão nhưng nó rất khó đoán. Dù quá trình chuyển đổi thành mắt bão có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ vài giờ tới 2 ngày, nhưng chuyên gia nhấn mạnh bão sao la vẫn là siêu bão gây ra mối đe dọa đáng lo ngại cho Hồng Kông bất kể cơn bão này duy trì thành mắt bão kép trong bao lâu. Cấu trúc thành mắt bão kép thường thấy ở những cơn bão lớn. Cơ quan thời tiết Hồng Kông ghi nhận 50% cơn bão tấn công Mỹ đều có thành mắt bão kép. Siêu bão Doxory tấn công Trung Quốc và Philippines mùa bão năm nay cũng phát triển cấu trúc thành mắt bão kép. Những cơn bão khác từng tấn công Trung Quốc đã phát triển cấu trúc thành mắt bão kép, bao gồm Mui Pha năm 2022 và Jujuan năm 2003. Sao La là một trong ba cơn bão nhiệt đới hình thành ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông không chỉ gây lo lắng cho quá trình chống bão của người dân Trung Quốc, mà Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng bởi Sao La. Siêu bão Saola hình thành và đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề đến người và tài sản tại khu vực này. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bão Saola chưa kết thúc, nước này vẫn phải tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu đỏ khi bão Hai Cui vẫn đang tiến đến gần hơn. Trước đó, giới chức Trung Quốc cảnh báo với sức gió lớn hơn 200 km/h và là một trong năm cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Quảng Đông kể từ năm 1949. Tuy nhiên, Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày mùng 2 tháng 9 giờ địa phương, bão Sao La đã đổ bộ vào bờ biển phía nam thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Lúc 7 giờ sáng cùng ngày, tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vĩ bắc, 112,8 độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 11, 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 10 đến 15 km/h. Đến nay, cơn bão đã có ít nhất một người thiệt mạng, hai người bị thương do cây đổ vào một chiếc xe ô tô đang tham gia giao thông ở thành phố Thẩm Quyến tối ngày 1 tháng 9. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão liên tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, sau đó đổi sang hướng Tây Nam, tốc độ di chuyển và cường độ giảm dần. Dự kiến đến sáng ngày 3 tháng 9, bão sẽ ở trên khu vực phía Nam của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cường độ giảm còn cấp 8, giờ cấp 10. Đến sáng 4 tháng 9, bão ở trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc cường độ giảm còn cấp 6 giật cấp 8. Tuy nhiên, bão đổ bộ không đồng nghĩa với ảnh hưởng của bão đã kết thúc. Sao La vẫn tiếp tục mang theo mưa lớn và gió giật đến các vùng ven biển miền Nam Trung Quốc. Do vậy, cơ quan khí tượng thủy văn nước này đã tiếp tục ban bố cảnh báo bão màu đỏ, mức cao nhất trong 4 cấp vào sáng ngày 2 tháng 9. Cùng với đó, một cơn bão khác mang tên Hai Cui đang hướng về phía Trung Quốc. Vào lúc 5 giờ sáng nay, Tâm bão nằm trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Đài Loan khoảng 590 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13. Cơn bão này sẽ di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 đến 20 km h và tăng dần cường độ. Bão Hai Cui được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông nam đảo Đài Loan vào khoảng tối ngày 3 tháng 9, sau đó vượt qua đảo Đài Loan và tiếp cận bờ biển phía nam tỉnh Phúc Kiến đến phía đông tỉnh Quảng Đông. Ngoài ra, một cơn bão nữa mang tên Kirori ở cấp 9 đang hình thành và hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Trước tình hình phức tạp và hướng đi của các cơn bão trong ngày 1 tháng 9 vừa qua, vùng lãnh thổ Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay và sơ tán gần 800.000 người để tránh bão sau ra. Nhiều thành phố ở Quảng Đông đã phải ra lệnh 5 đình chỉ nhằm tạm dừng các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đi lại của người dân và đóng cửa trường học do thời tiết xấu. Thưa quý vị, mặc dù siêu bão có khả năng suy yếu không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tuy nhiên để đề phòng tối thiểu những thiệt hại cho người dân Việt Nam, mới đây bà chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện chủ động ứng phó với tình hình bão số 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, trên biển vẫn cần đề phòng sóng to, gió lớn. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ 19,0 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông. Khu vực phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Vĩnh Bắc Bộ sẽ có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 với gió bão mạnh từ cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, 12, giật cấp 14. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ gần sáng ngày 3 tháng 9, vùng biển phía Đông của khu vực Vĩnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, giật cấp 8, 9 biển động mạnh. Độ cao sóng trên các vùng biển này dao động trong khoảng từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Bến Tre đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện số 9 CDQG về việc chủ động chống bão. Theo đó, các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh để chủ động ứng phó với bão, cần thực hiện các nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão để chính quyền, người dân chủ động phòng tránh, ứng phó. Thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi. Về tình hình bão Sao La hay là bão số 3 hiện đang phức tạp, Tuy không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam, nhưng người dân vẫn cần chủ động ứng phó và phòng tránh bão để đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay. Quý vị thân mến, siêu bão Sao La đang càn quét tại Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân nơi đây. Không những vậy, sắp tới quốc gia này sẽ phải đối mặt với cơn bão mới đang hình thành. Chỉ trong hơn một tháng vừa qua, Trung Quốc đã phải đối mặt với các cơn bão lớn trong hơn 100 năm lịch sử. Tất cả những tin tức mới nhất về tình hình bão sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo